Xin chào bà con, thì hôm nay á mình có quay cho bà con xem về cái vườn của anh Tuấn ở xã Phước Minh, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước đây. Thì đây là toàn bộ cái vườn mà bên mình hướng dẫn và tư vấn cho anh về cái kỹ thuật mà chăm sóc cây bơ búc trong giai đoạn mà chuẩn bị làm hoa. Thì đối với cái vườn của anh Tuấn này á, thì ở clip trước á mình cũng quay về bà con xem về cách tỉa thành tảo tán rồi. Thì ở clip này á mình quay và nói cho bà con về cái tình trạng mà cái bệnh cháy lá vàng lá ở trên cây bơ búc chúng ta. Thì hầu như cái bệnh này á, thực chất á, gặp rất nhiều bà con chúng ta là xảy ra tình trạng bệnh vàng lá như thế này và cháy rì lá như thế này. Thì cái đây hiện tượng là do nấm, thì nó có hai kiểu để phát hiện bệnh như thế này. Thứ nhất á là bị ở trên phần lá, toàn bộ cây bắt đầu vàng và lá cháy hết, từ rì lá cháy vào. Cái thứ hai nữa là một số vườn chúng ta là bị thối rễ. Thì qua đó mình cũng hướng dẫn bà con á về cách phòng và trị cái bệnh như thế nào. Thứ nhất, đối với những vườn cây á, như trường hợp vườn của anh Tuấn này á, thì nó bị ở trên lá thôi, thì mình kiểm tra dưới rễ là không có một cái hiện trạng nào hết, không bị thối rễ và không bị xì thân luôn, không bị thối mủ. Thì cái này chỉ phun thuốc ở trên thôi, bà con mua cho mình những dòng thuốc nấm phun thì nó sẽ hết khỏi. Và cái thứ hai, cái điều quan trọng nhất á, là bà con phải làm cành thông thoáng cho mình nha. Những cái vườn cây mà nó hay bệnh như thế này á, đa số là bị không có ánh sáng thì nó hay bị. Vì thế nên mình đã hướng dẫn cho anh Tuấn về cái việc mà làm cành, tỉa cành sao cho thông thoáng. Và đây là mình quay bà con rất chi tiết về cái từng cái cây mà nó bị cháy lá, vàng lá, khô lá và rụng lá trên cây bơ búc chúng ta. Thì vườn bơ này của anh Tuấn thì nó cũng gần giáp 3 năm, nói chung là 2 năm tuổi, gần giáp 3 năm á. Thì những cái cây này mình sẽ quay bà con xem rất là chi tiết ở trong thân á. Nếu như bà con không làm cành á, thì toàn bộ những cái cành mà trong thân này, những cành chim, cành bánh tẻ này, nó khô và nó chết hết. Thì qua đó bà con không có suy nghĩ rằng thay vì đó chúng ta làm cành sớm, tạo tán sớm, thì cây bơ chúng ta rất là khỏe, sẽ tập trung tất cả dinh dưỡng và nuôi vào thằng cành chính và thân chính, và nuôi vào những cái cành mà quan trọng để sau này ra hoa và đậu quả. Thay vào cái việc đó thì bà con chúng ta nên làm cành sớm đi. Một số bà con chúng ta có rất nhiều quan niệm, người thì kêu để tự nhiên nó đậu khỏi làm chi mệt tốn công. Thì bà con chúng ta mà mỗi người mỗi ý, thì đây là theo quan điểm cá nhân của mình thôi. Thì mình khuyên bà con nên làm thì thông thoáng cây, nó đỡ côn trùng tiếp xúc và đỡ mọt đục cành, đỡ bọ xích, bọ vần nó trú ẩn trong đó, đỡ sâu bệnh. Nói chung là rất nhiều vấn đề đối với việc chúng ta làm cành. Đối với cái bơ thường thì nó khác, còn đối với bơ bút hoặc không bơ tư đồ á, như những cái dòng bơ ghép á, thì chúng ta nên chăm sóc có chế độ khác nhau. Thì đó là cái theo quan niệm của mình chia sẻ bà con. Và cái vấn đề mà mình cần nói ở đây á, hiện tại năm 2019 này á, thì hầu như tất cả các vườn bơ búc năm 2019 này á thì bị trễ hết so với năm 2018. Thì đúng như thời điểm bây giờ là gần ngày 19-18 âm lịch 2018 á, thì so với năm ngoái á, thì hầu như tất cả bà con chúng ta á, đã tưới nước và nở hoa đợt 1 rồi. Cái đó mình nhớ không nhầm thì mình đã nhắc nhở bà con là tưới nước đợt 1. Nhưng so với năm ngoái thì năm 2019 này á, vì cái thời tiết mỗi năm mỗi khác, nên bà con nông dân chúng ta làm nông nghiệp nó rất là khó, bởi cái thời tiết ảnh hưởng rất là khắc nghiệt. Mỗi năm mỗi khác, lượng mưa và thời tiết gió lạnh thì nó cũng sẽ khác nhau. Thì từ cái đợt mà ảnh hưởng cơn bão số 8, số 9 hay gọi là cơn bão số 1, số 10 á, số 1 á, của đầu năm 2019 á, thì một số vùng á thì không bị ảnh hưởng, nhưng một số vùng á ảnh hưởng, nhất là cơn bão số 8 á, hầu như tất cả các vùng như là khu vực Bà Rịa, Vũng Tàu, là Xuyên Mộc, Đồng Nai, Long Khánh, rồi Bình Phước, Bình Dương, rồi Đắk Lắk, dùng từ Đắk Lắk trở vào, và những khu vực Gia Lai á, Kon Tum á, thì chịu ảnh hưởng rất là ít. Đó là theo quan niệm của mình á. Thì cái sự ảnh hưởng của bão này ảnh hưởng đến cái việc mà một số cây bơ bà con nông dân á phát đọt. Không riêng về cây bơ, kể cả cây nhãn, cây vải, cây bưởi rồi á, những vùng mà bà con làm cây ăn quả mà bị ảnh hưởng trong thời gian đang xiết nước á, thì toàn bộ phát lọc non hết, thì dẫn đến tình trạng mà làm hoa nó bị trễ, bị chậm. Thì đối với những bà con mà trồng bơ bút á, thì bà con lại có cái mặt ngược và sợ đó là gặp mưa như năm ngoái. Thì mỗi năm á đều có một cái khác, thì cái này bà con làm và phải theo dõi theo thời tiết để chúng ta có những phương án mà khắc phục, làm sao cho cái vườn bơ chúng ta nó đạt được cái năng suất cao hơn và hiệu quả hơn.
Thì trên tất cả clip này mình chỉ quay và chia sẻ con về những cái định hướng và những cái kinh nghiệm mình biết để con có thể áp dụng vào. Thì cũng có số bà con có thể làm theo quan niệm riêng của bà con. Thì cái việc chính của clip này mình chỉ quay bà con về những cái bệnh ở trên cây bao bút. Mình quay để những bà con nào trên vườn của mình có những hiện trạng này á, thì con có những cách làm cho nó hiệu quả và nó khắc phục sớm. Thì cái việc mà nhắc lại á, đối với những cái vườn mà bị khô lá cháy lá như thế này á, thì con thứ nhất á là phải làm cành thông thoáng, cái hai phun thuốc nấm bệnh, rồi cái thứ ba nữa là phun thuốc côn trùng chích thúc. Thì đó là những cái điều cơ bản nhất. Còn đối với những bì rễ nữa thì con vô đồng đổ thuốc nấm rễ hoặc là xì thân thứ mũ gì đó, thì con quét thân đó, quét trên thân để tránh tình trạng mà vườn bơ chúng ta bị bệnh. Thì đây là toàn bộ mô hình mà trồng bơ ở xã Phước Minh, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước của anh Tuấn đây. Chung mà anh trồng cũng diện tích cũng rất là nhiều, cũng trên 1.000 cây bơ bút và số cây bơ 034 nữa. Nói chung diện tích coi cũng rất là lớn, chỉ gần 10 hết rồi trong này. Thì anh đang tiến hành là chăm sóc và trồng. Thì ở khu vực ở huyện Bù Gia Mập á, thì thời tiết bây giờ cũng rất là khắc nghiệt. Qua đó một số bà con chúng ta mình nhắc nhở lại là đối với vườn bơ chúng ta trồng á, thì cần nên có chế độ nước non nó hợp lý. Thì đối với vườn anh Tuấn này thì anh đã đầu tư cái hệ thống mà tưới nước á, đặc biệt là tưới phun sương mỗi bét một cây á, thì nó rất là hiệu quả. Thì mình cũng đi kiểm tra vườn cho anh á, xem tình hình mà vườn bơ chúng ta bị của anh nó bị bệnh như xì thân thối mũ có nhiều hay không, để đưa ra cho anh những cái phương án mà khắc phục. Thì toàn bộ vườn bơ của anh á, cây không có làm nó rập sáng quá thì hay bị xì thân thối mũ ở trong gốc á. Cái đó là mình nhắc nhở cho những bà con chúng ta mà đang có vườn hoặc đang chăm sóc á, thì con xem và rút ra những kinh nghiệm riêng đối với vườn bơ của mình cho nó đạt và hiệu quả hơn, đạt năng suất cao hơn. Xin cảm ơn bà con đã quan tâm và theo dõi clip mình quay này.